chào các cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là gia đình Mai đang có một cái công cuộc tìm kiếm để Mai bật mí cho các cô chú anh chị các bạn cùng xem nghe ha. Con thử coi là gia đình Mai sẽ tìm cái gì. Nghĩa là hôm bữa là xíu hội nó muốn order cái bình đựng nước á, thì ba nó nói là ông xã Mai nói là phải có rồi, mới order mới mua cái bình Lululemon rồi nên không có mua nữa. Thế là nó nói với ba ruột của nó là mua cho nó cái bình đó. Thế là ba ruột nó order trên Amazon và hôm nay thì cái gói hàng đó đã giao tới rồi. Ở trên app người ta nói là đã giao tới rồi nhưng mà gia đình Mai chưa có. Thì chắc chắn là cái package đó, cái gói hàng đó đã bị giao nhầm tới một nhà nào đó trong khu vực của Mai ha. Tại vì cái điều này nó xảy ra rất là thường xuyên ở bên Mỹ luôn cô chú anh chị. Không phải là Việt Nam mới có mà bên Mỹ cũng có nha cô chú anh chị. Do đó thì gia đình Mai sẽ đi tìm. Sẽ đi tìm coi cái gói hàng này đã giao nhầm đến đâu ha. Đó, nó ngỏ có chụp hình nè cả nhà đâu. Mẹ coi coi. Đây, họ giao tiếp trước. Đây là the front door. They have storm doors. So, now we have to go walk around the main hall. Đó thì khi mà người ta giao á, người ta có chụp một tấm hình, người ta gửi trên app á, cô chú anh chị. Thì bây giờ là gia đình Mai sẽ đi tìm thử coi cái cửa nhà nào giống cái cửa hình đó. Thì mình sẽ đi vô mình lấy. Có bị gì không? Is it illegal, honey? No, it's not that door. It's not that door. Why? Glass. That glasses. It looks like glass here. No. Yes. That's a solid door. Yeah, yeah. No, this is solid door. This is solid door. What are you talking about? There's a storm door around it. It's not their house, I'm telling you. This is the green solid door. See that? Blue? It's black. They have like these glass things on their door. Có order cái gì? Có order cái gì đó? A Stanley cup. À, một cái ly. Why are you going on their lawn? This man's crazy. Một cái ly thủy tinh. Ông xã mày ổng đi bộ qua bên nhà hàng xóm cái bên này đó cô chú anh chị. Nói chung là do là hàng xóm nên là chắc là ổng cũng không có ngại ngần gì ha. Mày đi công cuộc giải cứu. Có một cái thấy một cái gói Amazon rồi đó. Is it the right one? À, vậy là đúng rồi. Vậy là cuối cùng là đúng cái gói hàng này của bà xíu muội rồi đây. Oh, it's easy. No, that's not it. That's not the right house. Yes. Ông cứ ghẹo nói, oh, không phải. Mà đúng là hai mẹ con mình nói không phải rồi. Hai mẹ con mình nhìn vô cái hình là tưởng là nó là cái cửa bằng gỗ mà ai vậy, nó là cái cửa kính bên ngoài. Bấm mừng. Bà điệu. Để mà giờ mày mệt. Ok. Giờ mở ra coi nó là cái gì. Để cho bạn coi. Đi vô trong bàn kia. Take him, you got that. Yeah. What did he say? I think he looked me on red, but I haven't. Hold up. I didn't look at it yet. Nhẹ nhàng từ từ. Mà không biết cái này là cái thị gì mà anh xá định mà bà nói là bà mừng á, bà nôn quá. Nó là chiều tới giờ là nó đi theo ba nó là nó càm ràm từ chiều tới giờ luôn cô chú anh chị. Nên là đồ của nó giao rồi mà bây giờ nó không biết ở đâu hết. Nên là ổng phải ổng phải dẫn nó đi giải cứu trong cuộc truy lùng cái thùng đồ thất lạc này. Đó, mọi người thấy không, không phải là Việt Nam mà người ta giao lộn nha. Bên Mỹ này người ta giao lộn đồ rất là thường xuyên luôn. Và có lần đó là mọi người cũng thấy là người ta giao lộn đồ từ bên Ivy Land mà tới bên nhà Mai luôn rồi. Ông xã Mai phải gọi điện cho cái bạn đó để tới đi lấy đồ ở cả nhà. What? Tại sao mà con không biết? Trời ơi, thiệt tình. Look, I thought they had glass in their door, okay? But they have a door cover. That's it. That's it. Fully get Ooh. It's my family cup. Are you happy? No, I'm so happy. You're happy. He didn't get it for me, so he did. So mean you don't like your lemon anymore? Dude, it's so much better. I'll take blue lemon. Can I have it? You're not a girly pop. I know, but I can have it. I'll take it. No.
Làm sao mày hỏi gì con thích cái cup của ly của Lululemon nữa hả? Nó nói à, nó vẫn thích. Thì ra là mua cái này đó hả? Cái này nhiêu tiền? $35. Yeah, for 30 ounces. Wow. Usually on the website it's like $60, so I get a good price. Nó nói là trên website nó bán tới 60 đồng lận mà ở Amazon bán có 35 đồng, nghĩa là nó đã mua được một cái deal giá hời. Wow. Ghê thiệt, bà cũng coi trên website nè. Website gì? Amazon. Oh no, Stanley. It's called Stanley Cup. Stanley. À. Hình con nhân mã gì đây? À Stanley. Nó có một cái website trên tên là Stanley. Nhưng mà Amazon nó bán có 35 đồng thôi hả? Too. Yeah. Yeah. Let's see. Con làm gì vậy? Con làm gì vậy? There's something in there. There's something in it. Mẹ, đây nè, làm gì nè, phải không? No, no. That's not it. You don't grab that. Yes. The top. See? Trời, thiệt á. Take care and you. Có vậy thôi mà. Mà đi tìm cả một buổi chiều cho mẹ coi các dây chuyền lại đây, coi dây chuyền nào đẹp với em. Này hộp sàng thiệt hả? This is real diamond. No. This is real. It's broke real diamonds. Ghê thiệt, xíu muội nó có gu, nó rất là có gu cho mẹ coi đẹp quá vậy. Rất là đẹp ha. Xíu muội good taste ha. Uh-huh. Yeah. Huh? Uh-huh. Gì vậy? Nói là con thích cái này quá ông xã mày nói ủa bà đã bà đã mua tới cái ly Lululemon tới mấy chục đồng lận. Xíu muội nó nói con sẽ sử dụng nó, thích lúc thì con sử dụng cái này, lúc thì con sử dụng cái kia. Sao ông nói chứ ông nói vậy là con may mắn thì con có 2-3 lận hả? Nó kêu đúng rồi, nó có 2-3 lận. Nó hỏi khi nào mới hỏi ba này không được là nó hỏi ba kia. See, if you say no, she will ask another one, right? I did say no. Uh-huh. Khi một người mà nói hay mà không đồng ý là nó sẽ hỏi người kia thôi. Trẻ con bây giờ đúng thiệt là nó quá trời lanh luôn cả nhà. What? What did the headless mean? It's an icon inside Roblox. Really? Roblox. Yeah. $300 each. And you can only buy it. Hon, how often can you buy a headless? Only once every like year? Yeah. And then you headless the whole rest of the year? Trời trời. Hon, answer me. Once you become headless, how long can you be headless? The whole year? Every single day. For how long? It's permanent. So it's a permanent icon. Ờ, có nghĩa là khi mà nó chơi cái really game Roblox á, cô chú anh chị mấy đứa nít, nếu mà cô chú anh chị nào mà có con nhỏ ở bên Mỹ mà thì chắc là biết ha, tại vì tụi nhỏ bên Mỹ thì tụi nó hay chơi game Roblox á. Thì con gái của mày nó muốn buy cái headless, là cái icon ở trên cái game đó ha. Để for what? What the benefit from that icon? Uh-huh. Chắc là mua để trở thành người trong top của cái Roblox đó. $300 một đứa nha. Là ông xã Mai đã mua cho Ngân rồi, bây giờ xíu muội nó đang đợi nè. Ông xã Mai nói thôi ngày mai mua cho con đi. Nó nói không chịu, nó nói là ông xã Mai nói là ba hết tiền rồi. Nó nói không, con biết là ba có tiền. Con nhìn trong tài khoản của ba, con biết ba có tiền. Đó, cho chết chị. Sợ chưa? Nó nói là một năm á, là người ta chỉ sẽ bán cái headless đó chỉ có một lần thôi, và trong tháng 11 ha. Ông xã Mai nó nói là con sẽ ngồi đây con chờ ba, nó ngồi trước cửa phòng nó chờ. Nó bây giờ nó sụt gà ăn vạ rồi, cô chú anh chị. Ông xã mày nói hết tiền mà nó không chịu. Nó nói là không, con biết là ba có tiền. Ba không thể nào nói hết tiền được. Con đã nhìn vào tài khoản ngân hàng của ba. Xạo. So, she believe you have money, but I don't believe you have money. Em bó tay với nó rồi. Tại vì nói thiệt ra là không phải, cô chú anh chị. Ông xã mày là đã hứa với tụi nó rất là lâu, là hứa là nói hôm qua, rồi hứa là hôm nay. Nó thôi biết là nó đứng, nó định đi vô trong phòng mà nó phải lùi ra cái chỗ này. Đó. I'm not sure. Chịu không thấu luôn. Oopsie. No, I'm sitting here. Ghê thiệt. Trời ơi, nó đi kéo ghế. Carpet. Fix it.
perfect. Okay. I don't know how to do this. So. Where are we buying it? Where do you want it to have this? Here or there? Here. Hmm. A different? No, I have the same account, but here's actually what device I want to do it on. Touch ID. So here's your Apple ID, 12 cents in there. Manage payment. Can I have headless too, please? No. Apple Cash. Dave. All right, so listen, hon. If I see you doing that, I'm not doing this for you because I need your attention here. Okay. So you need to pay attention here. Just tell your people you can't talk right now. And how are you logging here? I don't know. Come here. Tell me your name as. Excuse me. Thank you. H. Chow. So I'm gonna send you Apple Cash. Let's see if you can buy something with 30 bucks. Okay. So here's Apple Cash first. Send. Oh my gosh, you have $30. H Chow. Oh, this is a test. Okay. He did have $30. That's on Apple Cash. Apple Cash. All right, I'm gonna send you $15. Send. Xin mỗi nói, anh ấy nhận thêm giả mà chỉ có 30 đồng thôi. Thiệt là buồn. Send me 30. How much are Robux? Wait, send me 20. How do I send them? How do you buy them? Let me check. Where's Robux? What are you asking me? I have to upgrade it. Jesus, huh? Okay. Okay, so. That's that. How do you want it? No, there's notifications. Okay, so you go to the app, you Come go on. To that icon. I have 6 Robux right now. How do you add more? You click the icon. How much? 20. Wait, send me 20, please. Well, what, how much does it show that they cost? Okay, so you click on What's that? I don't know. My thing is corrupted, okay? No, it's not. You have the wrong location. Really? Yeah, is that dong? Yeah, well, I didn't know. That's in Vietnam, huh? Yeah. Ông nói không thể gửi 20 đô để kiểm tra trước ha, thử chứ. Sư muội nó nói là con thích có tiền lắm. Âm ba nó nói chứ. À, vậy đó hả? Now, same. Orange, maybe. Now, let's see if we can add it to you. Mm-hmm. Well, let's see if you can receive it. Chết rồi, chỉ cần có... Okay. Go to the App Store. Chỉ cần có 30 đồng that's thôi. Nice. Còn bị con nó phát hiện ra còn có 30 đồng. Nó kêu chờ, that's sad. Nó kêu buồn dữ vậy. Okay. Ông Mập này tài sản còn có 30 đồng. Okay. Don't need that. Let's go back here. Okay. So how are we gonna do this? Sư muội nó nói buồn quá, ba bị phá sản rồi còn có 30 đồng. Ông sợ mày nói là tại đó là tại vì ba lúc nào cũng gửi tiền cho tụi con. Nói mấy chuyện mà nghe mắc cười quá trời mắc cười đấy ha. Yeah, I kept up my credit card because it's Say it again, out. Hunter. That's sad. That's sad. He broke. You're broke. Well, he gave you guys my money. What do you expect? I don't know. You work. Ông xã mày nói đó là ba lúc nào cũng gửi tiền cho con á, đó là lý do tại sao con mong chờ điều gì đúng không? Thì ra là bây giờ là chồng ai bị con gái phát hiện là bị phá sản thì cả nhà mới đầu là nó tự tin lắm, nó nói là không, ba có tiền mà con tin, mà con nhìn thấy tài khoản của ba là ba có tiền. Đúng mà ông xã mày nói là ba đã hết tiền rồi, nó không tin, cả nhà nó nói không, ba có tiền. Đúng là cũng có một cái niềm tin rất là vững chắc là ba lúc nào cũng có tiền hết. Nhưng mà bây giờ nhìn trong tài khoản Apple thẻ Apple của ba thì mới biết là ba chỉ còn có 30 đồng thôi. Thiệt là buồn. Honey. She found out you broke by accident. It's so sad. Yep, I guess we'll have to all go back to work. Mày nói là tội nghiệp quá anh, con bị con phát hiện là phá sản, vô tình bị nó phát hiện là phá sản. Ông nói ok, bây giờ tất cả nhà phải đi làm thôi bởi vì anh đã phá sản rồi. Mới cười thiệt chứ. Ở trong cái phone của xí muội, cái iPad của xí muội là để là cái đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam đồng. Do đó là hiện tại bây giờ chưa có chuyển qua được. Hai cha con nó đang mày mò làm thế nào để chuyển qua thành đô la ha. Đô la Mỹ để có thể gửi tiền qua. Do you have enough $300?
It's sad, right? Really sad. I'm praying on my own downfall. It's still in dumb. Google it. How to change Robux. Okay. Back to dollars. I'll Google it too. So sad, honey. Really sad. See, figure out you are broke by accident. Video. Hi Smart, can I help you? Này, các chú anh chị thấy không, cái lò sưởi của nhà Mai em sẵn mai đã bật lên rồi nè. Bây giờ mùa thu tới là bắt đầu bật lò sưởi lên cho nó ấm áp cái ngôi nhà ha. Là lúc ngày hôm qua, ngày hôm kia đó là ổng bật lên mà không có được, các chú anh chị. Có nghĩa là cái hệ thống ga này nó bị như thế nào đó, bị sự cố Mai cũng không biết nữa. Nhưng lúc khi mà đào vườn hay là làm cái gì đó mà gắn máy phát điện vô đó thì người ta tắt cái ga này đi. Thế là ổng mày mò cả mấy ngày, cả một ngày á, ổng sửa, cuối cùng ổng sửa được rồi. Ổng mừng hết lớn ha, tại vì ổng gọi điện thoại cho công ty bên này á thì họ nói là phải tới tháng 10 là tới tháng 10 họ mới quay lại họ kiểm tra được. Thì ổng chờ lâu, ổng chịu là ổng mày mò vô ổng sửa, ổng đọc mấy cái hướng dẫn, cái quyển hướng dẫn đó thì ổng tự sửa rồi. Đỡ quá. Rồi bây giờ là hai cha con nó là đang mày mò để chuyển cái tiền ra. Này cái chuyện gì chứ mọi nãy giờ nó không có chuyển qua được cái tiền đô, nó cứ nó chuyển được một lần rồi sao ông xã Mai kêu sai ao ra cái nó sai à, nó sai ao xong nó sai in vô cái nó cũng bị không có ấy, chỗ nó khóc rồi kìa. Oh my god, nó che mặt lại, nó không muốn mẹ, nó không muốn mẹ quay chỗ, quay mặt đi chỗ khác. Xong rồi nó giận ông xã Mai. Come on. Nó giận ông xã Mai tại vì ông xã Mai bắt nó kêu nó sai ao. Cái ông nói chứ trời mừng quá vậy mình đỡ tốn 300 đô. Nó khóc nó rớt nước mắt luôn. Where's your Proton VPN? I need to buy. Delete app. Delete. Robux delete. Email delete. Email delete. Ông làm bộ ông nói vậy. Okay, here we go. Balance, 6 Robux. Khổ quá. Rất là một cô nàng rất là đỏng đảnh, rất là emotion ha. Vậy cũng rớt nước mắt nữa. Hang Chan, come here. Come here. I need your help. Doofus, bring your face over here. Doofus. What's your code? What code? Get your butt over here. Oh. Yeah, you're not doing this. I'm canceling the purchase. See. Tap custom. Tap continue to sign in. Put your password. Which password? I don't know which password. How do I know your password? I have many. For your Nong Chow. No, for your Chow. Chow. Your Apple. I think it's. Oh, I said I love Han. Oopsies. Một cái password. Oh, Han, I love Han. nó đặt mật khẩu của nó là tôi yêu Han. Trời ơi khóc. Quẹt quẹt mắt. Rồi đặt một cái mật khẩu rất là tự tin, tôi yêu Han, I love Han. giờ mới phát hiện ra nhiều chuyện mắc cười quá cả nha. Apple Cash. I thought I sent you Apple Cash. You take it back. You took it back. I'm gonna send you Apple Cash now. Oh my gosh. Now this time I want you to do what I tell you. Not the Apple Cash again. Ready? Apple Cash. I love Han. Send a request. Put that down. I'm not doing this anymore. And if I have to keep asking you, I'm definitely not doing it anymore. Mounts. No, but how come? Okay, let's add it. Được chưa? Yeah. Được chưa? How'd you add it before? Come back. What? Where did you go to add it? Same place? Yeah. Alright, here. It was... Sit. Why is it being sit now? Giờ không được, để quay trở lại đây hả? Charge account H Chow. Why is it Vietnamese? Double click face. Hold on. Vẫn chưa xong nha cô chú anh chị. Nó xíu mũi nó đang nằm nó chờ ba nó đổi cái VPN gì đó. Mai cũng không biết nữa.
Xíu muội, mẹ hỏi nè. Vậy con thấy ba Brook vậy rồi, con có cần đòi cái đó nữa không? Có cần đòi iPad Roblox nữa không? Con thấy ba hết tiền rồi, con có đòi cái Roblox nữa không? He broke already. Do you still need the Roblox something? Yeah. Con muốn vẫn cần đòi hả? Vậy mình hết tiền ăn sao? Vậy là cuối cùng là lý do tại sao không có lấy được cái robot đó, Roblox đó. Because it was in dumb and it wasn't doing it. Vậy bây giờ phải làm sao? I don't know how to change it. Gotta get it. What? You move this chair back when you're done with it. Bruh! Có nghĩa là bởi vì cái đơn vị tiền tệ của xí muội là bằng đồng nên thành ra xí muội không có chuyển tiền từ đô la qua đồng được, có chứ chị Hà Nam xã Mai sẽ đi sẽ tính cách khác. Đó thì ra là sau khi tìm hiểu thì xí muội phát hiện ra là bà đã bị phá sản. Mặc dù là bị phá sản nhưng mà vẫn có tiền để cho xí muội làm cái game đó nha cô chú anh chị. Mai cũng chia sẻ một chút xíu vui câu chuyện trong gia đình Mai ngày hôm nay thôi ha. Còn bây giờ thì gia đình Mai sẽ đi ăn tối. Hôm nay thì Mai không có hứng nấu nướng gì hết á cô chú anh chị. Mai giống như là Mai sẵn tiện mang chia sẻ cho mọi người luôn ha. Cái tác dụng phụ của Botox là mọi người biết làm sao không? Là làm cho mình bị mơ mơ màng màng, không phải là mơ mơ màng màng hẳn nữa cả nhà, mà làm cho mình giống như là bị không có được tỉnh táo cho lắm ha. Cứ như thế nào á, nó không có được tỉnh táo. Mà công việc của Mai thì đòi hỏi là phải suy nghĩ ý tưởng làm đầu óc, nhưng mà mấy bữa nay là Mai cũng rất là lười quay bởi vì Mai không có tỉnh táo. Và cái tác dụng phụ thứ hai là khi mình chích Botox á, là có chứng chỉ thấy cái chân mày của Mai nó giật lên không, nhìn nó hơi ác ha, nó thành dấu ớ, nhưng mà thôi cũng chịu thôi. Chia sẻ hai cái tác dụng phụ này cho mọi người cân nhắc cho nó vui đó cả nhà. Đây cô chú anh chị, sau khi mà ông xã Mai làm bộ lừa xíu muội nói là đi vô CVS để mua thuốc thôi, mà cuối cùng là bà thấy you cry. Oh my god, okay, she cry. Trời ơi, cái xíu muội kìa. Bà mừng quá, bà làm thấy ghê chưa? Trời ơi là trời. Đó, hồi nãy mình đi ăn về xong rồi cái ghé vô CVS á, vô nhà thuốc của chính chị ông xã mày làm bộ vô mua thuốc, thì ra là đi vô mua cái Apple Car cho xíu muội luôn, để xíu muội có cái icon ở trong game hả? $310 I'm rich. Make sure it works. Or others have to call the Wawa back. Trời ơi là trời, chứ không thấu với bả luôn. How much is it? $310. What? Let me see. Loser. It's on the receipt. That wasn't nice. I think she's having a seizure. Oh, she's so crazy. Somebody call her. Yeah, sit up. No, sit up. Sit in the headless now. Go. Do you need help buying headless or not? Mấy cả nhà bó tay với lại phản ứng của xíu muội, đúng là con trẻ nó thật là vui ha. Tưởng là ba đã bị phá sản rồi không có tiền mua đồ cho con, nhưng mà cuối cùng là vẫn có tiền để mua đồ nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay của Mai ha. Hy vọng cả nhà yêu thích video này. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.